Ngài chỉ nhân thỏa thích con đường của Đức Đại Giác xiến dương cứu đời. Đó là thủ thư của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã trả bài xong rồi. Dạ xin mời cô Nhật Bình lên tiếp tục chương trình nha. Dạ sa thủ, sa thủ, kính cảm ơn cô tu nữ Thâm Ma Chà Rì rất là nhiều. Dạ dạ cảm ơn Phan Việt cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ cảm ơn Đặng Đông, nghe cô mời Nhật Bình lên tiếp tục chương trình. Nhật Bình bây giờ đang đứng ngã ba. Đặng Đông như Bình quá thanh á nè, cho Nhật Bình một tín hiệu đi. Đang phân vân, rất là phân vân. Một là mời Đặng Đông mời Đặng Đông cầm mic, hai là mời cô tu nữ tị duyên thỉnh pháp sư. Giờ Nhật Quỳnh không biết phân vân, không biết tính sao luôn. Lý do là không biết là thượng tọa tại viện bao lâu thì vào đầu tràng, mà mời cô tu nữ không, cô tu nữ tị duyên mà thỉnh pháp sư rồi nửa chừng rồi cũng lại khổ nha. Nên giờ thôi bây giờ xin phép đầu tràng mời Đặng Đông đi nha. Mời Đặng Đông cầm mic đi để có khi mà sư vào bất tử thì Nhật Quỳnh sẽ thỉnh pháp sư ngắn cho kịp thời gian, chứ để cô tu nữ tự nhiên đặng kể hay quá chừng luôn, cái lại ngắt ngang thì khổ phải không quý vị. Rồi mời Đặng Đông. Idam ko pana bhikkhave dukkha samudayam ariya satcham yayam tanha Namo Tassa Bhagavato Arahato
Samma Sambuddhassa. Phạm Thiên Phật ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hay. Biết lòng mở đạo dạy đời, Nhâm Vương Lộc Gia ngài dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là Nhôm Kiều Trần Như, được nệm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hà dạp vẹn toàn. Một lòng trăng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cà tam giới thừa ăn phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá và đạo tràng, chúng con đang sang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thịnh thượng tọa Tề Quyền từ bi hoan hỷ đăng đàn, để chúng con được học từ vựng viên sự và ý nghĩa cao phật của kinh số 80. Nhật Bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ sư cho con một tín hiệu để con kính dâng mít đến sư ạ. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, để chúng được nghe rõ. Dạ cảm ơn quý vị. Này chúng con thành kính đại đến Đức Phật kính giáo pháp, và chúng thành kính đại đến thượng tọa minh hạnh đại đức trời Đức cùng chưa tăng đạt hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ chúng cho phật tử để sánh đồng bắt đầu thời gian. Arahang Samma Sambuddho Phakkhava Buddhang Phakkhavantang Apivade Misvakkhato Phakkhavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Phakkhavato Sāvaka Sangho Sanghaṃ Namāmi. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương thân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Nguyện nhờ quy lực Tam Bảo hàng giáo hội đến chư tôn đức tăng quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Hôm nay chúng ta phải ổn cập câu Phật cú số 80 trong phẩm Hiền Trí Ban Đi Tá Quốc Giá. Bài số 80 Uddakkan Hi Nayan Tin Netika Usukara Namayanti Tê Chà Năng Đa Rung Namayanti Tachaka Atamanang Atanang Namayanti Bandita. Có nghĩa rằng đúng như vậy, những người đào kênh dẫn nước, những người làm thợ tên uống tên, những người thợ mộc tạo cái dáng gỗ, những người trí phải tự biết chế ngự cái bản thân. Ở đây chúng ta thấy cái từ đầu tiên tức là Uddaka Hinayanti Netika. Từ một cái trạng từ hi có nghĩa là đúng vậy, quả thật vậy. Rồi tới cái chữ à, ở đây nó có một cái, nó có hai cái bản dịch khác nhau mà chúng ta nhớ, nếu mà quý vị có học thì chúng ta mới nhớ. Tức là có một chỗ tức là Uddakkam, Uddakkam, Uddakkam hi, Uddakkam hi, có một chỗ ở đây thì Uddakkam hi, à, thì cái chỗ đó là ở chỗ này là chúng ta nhớ là bây giờ cái gì, bởi vì phân cái chỗ này ra thì với những người mà nó học được cái tiếp học âm á thì nó sẽ dễ hiểu. Cái chữ hi này là như một chữ Nikahita. Cho nên cái chỗ á, nếu mà nó có những chỗ mà người ta, các nhà văn phạm người ta
người ta đi luôn á, tức là uống đắc căn thì nó ngắt bớt, gọi là uống đắc canh. Thì theo tôi nghĩ rằng là uống đắc căn thì nó đúng hơn uống đắc canh, uống đắc canh, uống đắc căn. Từ cái chữ uống đắc cát, nó trung tính, đó mà có nghĩa uống đắc căn. Khí đây mới nó chỉ là một cái hợp từ như vậy, cho nên ở đây nếu chúng ta dịch ở cái bản dịch mà chúng tôi cầm á, từ uống đắc căn mà chúng tôi nghĩ rằng uống đắc căn thì nó cũng hợp lý hơn. Dạ. Thì ú đắc căn á, có nghĩa là một cái từ chữ ú bắc cá, ú đắc cá có nghĩa là danh từ, đi danh từ trung tính, và đó tức là nước, thì nó chia theo cái trung tính là đúng đúng rồi đó. Rồi nó danh tí từ cái căn, từ căn ni, đây là một tha động từ, một tha động từ nói đến một sự dẫn dắt, một cái sự dẫn, tức là một sự chỉ bảo vậy đó. Dạ không, cái chữ hí là một trạng từ ha. Chúng tôi đang có cái bản dịch ổn định đàng hoàng. Dạ. Rồi nói danh tí, còn chữ netika, netika là một danh từ nam tính, từ cái chữ netika mà chia theo số nhiều, là netika là những người, những người đào. Qua cái chữ thứ hai Usukara Namajanti Tê Chà Nam, tức là từ chữ Usu cộng với Kara. Usu là cái mũi tên, mà cái chữ Kara tức là cái việc làm. Usukara tức là làm cái mũi tên. Ở đây nó có nghĩa là cái người làm cái mũi tên, hay là những thợ làm tên đó. Dạ. Cái chữ ca rá này động từ, và cái chữ ú số này một danh từ, nó chỉ là một mũi tên. Cũng vậy, cái chữ nam á danh tí, nam á danh tí, từ cái căn, căn nam cộng với á giá cộng với anh tí, nó hiện tại, hiện tại phương từ, có nghĩa là đang, đang uống nắng hay đang chỉnh, chỉnh sửa, đang uống nắng, đang chỉnh sửa. Tê Chà Nam, có nghĩa là cái mũi tên. Từ cái chữ Tê Chà Ná, đồng danh từ trung tính. Và chúng ta tiếp một chữ nữa, tức là một hạ, một hợp âm nữa là Đa Rung Nam A Danh Tí Tê Chà Ca. Ở đây là gì? Đó là những người, những người thợ mộc tạo dáng của cái thanh gỗ, hay tạo dáng của cái cây. Từ cái chữ Đa Rung, Đa Rung, Đa Rung tức là cái cây gỗ hay là cái thanh gỗ. Tách Chà Ca, từ cái tên Tách Chà Ca là một danh từ. Ở đây là những người, những người, những người làm mộc, hay những người thợ mộc. Và tới cái hàng cuối cùng, Ta Năng Dhammayan Tipandita, có là những người trí tuệ chế ngự cái bản thân. Từ cái chữ Ta Năng, đây là chia theo để chia theo coi là đối cách Ta Năng. Xin lỗi, cái năng phải chia theo, nó chia theo cái là sở thuộc cách, chỉ định cách, chỉ định cách, chỉ định cách đến cái bản thân, chứ không phải là đổi cách. Bởi vì a aya sa anang, hoặc là a amha asma anang, được chia theo số nhiều của nam tính, của danh từ nam tính vì ngữ á. Còn đám danh tí, từ cái chữ, từ cái căn đâm cộng á giá cộng với anh tí, nó cũng vậy. Nó cũng là, nó như là một tha động từ, có nghĩa là tự mình chế ngự, tự mình thường quá, hay tự mình uống cái thân của mình. Là cái chữ Pandita, như chúng ta biết thường, bên đây Pandita, đây là chúng ta biết là danh từ nam tính, mà Pandita, Pandita, nó từ Pandita, mà Pandita là những người, những người, những
trí, những người trí tuệ như vậy. Đó là chúng tôi đã thích nghĩa xong cái phần câu pháp cú này. Bây giờ chúng ta nghe một cái duyên sự, đây là một duyên sự cũng rất là hay. Nó đến cái tỳ kheo, nó đến một cái vị sa di gọi là cái một cái vị, một cái sa di nhỏ 7 tuổi thôi, mà nó lại là gọi là sa di Pandita, rồi cũng là một sa di tích xá, cũng vậy, cũng là cái từ đó luôn, coi như hoặc là sa di xuất khá thì nó cũng cũng giống như một cái tích truyện như vậy, mà chẳng qua đổi cái tên. Dạ. Cái chỗ thì lấy cái tên này, cái chỗ thì lấy cái tên kia, nên giống một tích truyện. Thì Đức Phật ngày khi ngài ở tại cái kỳ viên tịnh xá, ngài nói đến cái một vị sa di Pandita, và ngài thuộc lại cái tiền thân của vị sa di này. Vị sa di này tức là đệ tử của ngài Xá Lợi Phất, ngài dạy cho các vị sư nhỏ nè, các vị còn rất là trẻ, mới 7 tuổi thôi. Thì ngài mới nói là cái tiền kiếp vào một thời Phật Ca Diếp, tức là Phật Kassapa, tức là trước cái Phật Gotama, tức là Phật Ca Diếp. Chúng ta nhớ như vậy ha, Phật Ca Diếp. Thì lúc đó đó là một hôm Đức Phật ngài cùng với tăng đoàn khoảng 20.000 tỳ kheo đã chứng thánh đạo, thánh quả, tức là đã lậu đoạn lậu tận á. Đi đến cái Ba La này, dân chúng nghe chư tăng đến họ rất là mừng, họ cùng nhau nhóm họp lại chia ra một người á, tức là lo cúng dường cho một nhóm vị, chẳng hạn như là 10 hoặc là 8 vị hoặc là nhiều hơn nữa thì tùy theo, để cho mà chư tăng và Đức Phật Kassapa, tức là Đức Phật Ca Diếp cùng với đại chúng tăng có đầy đủ vật thực. Rồi sau khi mà Đức Phật ngày đến đó, ngày sau khi thọ thực xong, để chư Phật tử người ta được cái công đức phước lành, thì lúc đó đó Đức Phật ngày mới dạy cho các người cư sĩ rằng này, các thiện nam tín nữ trong thế gian này của những người chính mình bố thí, nhưng không khuyên người khác bố thí, như vậy họ giàu có nhưng không có gia nhân, không có quyến thuộc. Có người khuyên người khác bố thí nhưng chính mình thì không, như vậy thì họ có gia nhân nhưng không có của cải. Tức những người mình mà khuyên người ta làm nhưng mình không có làm đó, thì là những người có được những cái người giúp đỡ nhưng không có của cải. Cũng có những người chính mình không bố thí, cũng chẳng khuyên người khác bố thí, thì họ cũng chẳng có của cải, cũng chẳng có gia nhân, sống chỉ là người nghèo khổ do những bữa cơm thừa canh cặn của người. Còn một hạng người mà vừa tự mình bố thí, vừa khuyên người khác bố thí, họ được cả hai phước về của và quyến thuộc cũng như nhân. Thì lúc bây giờ có một người thiện nam trí thức đứng gần đó, nghe Đức Phật nói như thế, bèn phát tâm cúng dường Phật và 20.000 vị tỳ kheo mà theo Phật á. Được Đức Phật ngài nhận lời, vào cái buổi thọ thực ngày mai thì ông ta mới chạy vào làng, mới loan báo đến mọi người, và nhờ cái sự cổ động của ông á, thì mọi người xin cúng dường nào là 10 vị, 20 vị, 100 vị vân vân, 500 vị và nhiều hơn nữa. Thì ông ta ghi vào một cái lá, một cái điều là lá bói hay là ghi vào sổ đó, chúng ta dễ hiểu như vậy. Thì trong thành có một người rất là nghèo, người ta gọi ông ta là ông Hoàng nghèo, mà được tên là Maha Dukkata. Thì ông cũng được mời để cúng dường, ông ta chỉ biết trả lời: tôi có làm được gì đâu mà cho tôi cúng dường đến các vị. Đối với những người giàu có thì họ chọn những người vị tỳ kheo hết rồi, còn tôi một mẻ gạo tôi nấu cháo hàng ngày còn không đủ mà, chứ có đâu mà dân cúng đến cho các thầy tỳ kheo. Thì một cái người thiện nam trí thức này mới nói: ông kia hãy cố gắng đi,
trong thành, ở cái trong thành này á, trong thành Ba La Nại này có nhiều người sống xa hoa, ăn uống những cái món đắt tiền, và họ xài những cái gấm đùa rất là tốt đẹp. Lụa gấm nó phủ đầy thân họ, trang sức kiêu kỳ, giường êm niệm ấm. Nhưng ông Kiếm thấy, nhưng tu kiếm thì nó cũng không phải là khó, nhưng bây giờ có một cái mình ông thì ông chưa từng có cái gì, thì thôi ông hãy cố gắng làm đi. Chính những người đó có những cái điều kiện tốt đẹp như vậy, tại sao ông không có? Bởi vì ông không có biết cái bố thí cúng dường theo khả năng của mình, theo cái điều kiện của mình. Thì do một cái người Thiện Nam Hiền Trí này khuyên nhủ như vậy, thì cái ông nghèo này đó, ông Bà La Môn nghèo này, ông xúc động, mà nói sao được cũng được, nó cho tôi ghi một vị tỳ kheo thôi cũng được rồi, kệ tôi, cũng cố gắng tôi làm phước. Thì kính thưa quý vị, bởi vì chỉ có một vị cho nên cái người này quên đi. Nói về cái ông Bà La Môn nghèo này, ông Hoàng nghèo đi đi về cho vợ hay, và cả hai nghe như thế thì cũng, bà vợ cũng rất là hoan hỷ và đồng cố gắng kiếm việc để làm thuê để ngày mai cúng dường. Ông đi đến một cái thương gia nọ, thì người thương gia này đãi đến 300 vị tỳ kheo, thì được giao cho ông ta những cái việc bữa củi, rồi ông ta làm những cái việc dọn dẹp và hết sức mình. Những người thấy ông làm như, tại sao hôm nay thế, và những người gia nhân cùng làm thấy hôm nay tại sao ông ta làm việc một cách tức là hết sức phi thường, hết sức là mạnh mẽ, thì ngạc nhiên hỏi tại sao hôm nay ông làm việc một cách tức là tích cực như vậy. Thì ông ta nói hôm nay tôi muốn cúng dường cho một cái vị tỳ kheo, cho nên tôi cố gắng làm. Và vị thương gia cùng với những người nghe được như vậy đó, sau khi mà làm lụng giả gạo xong á, một cách đầy đủ hết tất cả rồi đó, thì cái người chủ mới cho một ít tiền và một ít đồ ăn thức uống. Thì xong mọi việc á, thì bắt đầu ông ta được chia gạo và cũng như chia cửa tiền á cho thương gia, do thương gia đó có cái tâm kệ cũng cho thêm á. Thì ông ta thì một phần là do mà đó, ông ta mới đi tìm cách, tức là ông ta mua đồ mua đạc để về chuẩn bị nấu nướng để dâng cúng cho một vị tỳ kheo ngày mai. Bà thì mua một chén mật, một cái hũ sữa, rồi một những cái thứ mà cần thiết để nấu lên để cúng dường. Họ thức dậy thật sớm để chuẩn bị. Bà ông đi tìm những cái vật dụng, ông ta phải đi tìm một cái lá đó, mà cái lá đó gọi là cái lá cà ri, mà ra chợ cũng có, ông ta đi phải đi nhặt ở bờ sông, có được ta mừng quá, ông ta mừng quá. Và buổi sáng thì theo cái việc thường nhật của Đức Phật á, ngày quán sát chúng sinh, thì hang Bà La Môn nghèo này được Đức Phật ngài biết tới, và ngài thấy cái người Thiện Trí Thức, Thiện Nam đó là bỏ sót không có ghi tên của hai bà nghèo này, với cái tuệ giác của ngài biết. Thì kính thưa quý vị, đối với Đức Phật á, thì ngài biết một cái sự tình như vậy, và biết được Đức Phật ngài đã chấm hang Bà La Môn này, thì Đức Đế Thích được biết cái điều đó, và Đức Đế Thích liền hiện xuống mới giả làm một cái người nghèo, một người nghèo khổ đi vào để phụ tiếp. Thì ông ta mới nói, ông Đức Trời Đức
Thích nó nói, thôi để ta vào ta nấu thôi cho. Thì bảo ông này á, đi đến đi tìm một vị tỳ kheo nào đi, rồi xong mà ta nấu rồi để mà dâng cúng. Kính thưa quý vị, khi mà ở nhà có vợ cùng với Đức Trí Thích nấu, người ta đi tới á, thì ông ta nhắc cho cái người thị nam trí tuệ này, thì ông ta mới nói chết rồi, ông ta quên đi, ông ta không biết sao. Bây giờ không có chừa, không có, có chừa vị nào cho ông ta cả. Thì lập tức lúc đó ông ta mới nghĩ đến Đức Phật. Thì Đức Phật là có cái tâm tính từ bi, chắc chắn Ngài sẽ có cách Ngài xử lý giải quyết. Và Đức Phật là một người chuyên độ cho những người hữu duyên mà nghèo khổ. Thì ông ta mới dẫn cái người Bà La Môn nghèo này để đến gặp Phật. Thì bao nhiêu là vua chúa và những hoàng, những người giàu có bui quanh Phật, hương thất của Phật, để khi Đức Phật Ngài bước ra để họ được cúng dường. Thì ngay khi mà cái người hiền trí này, cái người thiện nam trí thức này dẫn cái người Bà La Môn nghèo này tới, để Đức Phật Ngài cửa ra, Ngài trao cho cái bát. Vua chúa, những người giàu có, Đức Phật đều từ chối và chỉ giao cái bát cho ta. Thì nhà vua của mình cũng đến để xin được, ta sẽ cho tiền ngươi nhiều, ngươi hãy để cái bát đó coi như là cho ta. Ông ta không đồng ý. Rồi kính thưa quý vị, rồi sau khi mình nhận cái bát thì bắt đầu ông Bà La Môn này á, mới quỳ xuống nhận cái bát xong thì mới dẫn Đức Phật này để theo ông ta về nhà của ông ta. Mà nhà hai vợ chồng thì nghèo mà nó thấp lắm. Cái nhà thì Đức Phật Ngài bước vô nó không được. Những điều mà do cái năng lực của Phật, Đức Phật Ngài không có thể quỳ, Đức Phật Ngài không có chào xá, bởi vì Ngài là Sát Tha Đê Mà Núi Sa Năng, thầy cả của chư thiên nhân loại rồi. Bởi vì Ngài không có gọi là cái lễ nghi, hay hoặc là có thể mà không xuống cái tăng tướng, mà không có chuyện đó. Ngài sẵn nói đây, chúng tôi cũng nói cho quý vị nghe luôn. Có một số á, một số hình Phật nên chúng ta cho là Phật tổ mà chắp tay thì không có. Chắp tay tỏ ra một sự cung kính ở trong tam giới này. Thì đối với Đức Phật, Ngài chỉ lấy Pháp làm bạn thôi, chứ còn không có một chúng sinh nào trên cuộc đời này mà so sánh bằng được với Phật. Cho nên khi chúng ta nói rằng Đức Phật mà chắp tay thì cái đó các vị cái Savaka tức từ thủ Thinh Văn, hay hoặc là các vị Savaka Thinh Văn Phật thì có, còn chứ còn Đức Phật gọi là Samma Sambuddha thì không có vấn đề mà chấp tay. Chúng ta nhớ như vậy. Thì cũng vậy, thì cái Đức Phật này đi đến thì cái nhà, do cái phước của Ngài thì cái nhà nó phải cũng như chúng ta ý, như tự nhiên nó giãn ra như vậy, chúng ta hiểu như vậy đó. Và ở trong đó thì sạch sẽ, thì trong đó có Đức Phật để thích mà. Thì một cái quá phép đây là cái nhà nó khác rồi, coi như mọi việc nó đâu có đầy đủ tất cả. Thì khi mà đi vô đó, thì Đức Phật để thích, Đức Phật nhìn Đức Trời Thích Ngài biết. Thì bằng một cái vật thực của cái ông Bà La Môn này, ông mới cúng dường đó, thì đặt vô cho Ngài, thì cái mùi hương thơm nó bạt ngàn khắp cả thành luôn. Thì Đức Trời Thích cùng với ông này, sau khi dâng cho Đức Phật xong á, thì Ngài chúc phúc công đức á. Thì khi Đức Phật đó, Đức Đế Thích mà khi mà sau khi Đức Phật này đi đến nhà và thọ bát xong á, điểm Phật đi ra thì Đế Thích và ông nghèo này, cái ông Bà La nghèo này đi về, và trước cửa ông ta nhìn lên trời thì lập tức bảy báo nó rơi xuống. Bảy báo thì đầy đủ ở trong nhà của người Bà La Môn nghèo này, nó đầy đủ tất cả từ trong ra ngoài, rất là nhiều tài sản. Đối với cái ông nghèo này á, ông chỉ lấy một số và tất cả ông đem đến cho vua. Và ông ta đến để cúng dường cho các thiệt. Và ông ta theo từ kinh văn thì sẽ nói là ông ta xây dựng một cái nhà bằng vàng để mà cúng dường đến Đức Phật cùng với chúng tăng. Thì sao vậy em? Sau 7 ngày, chúng ta mạng chung sanh lên thiên giới, tưởng cái phước ở cõi trời giữa hai cái vị Phật, tức là giữa Phật Bá và Phật Thích Ca của chúng ta.
Ông ta tái sanh và là một thương gia giàu có ở thành Xá Vệ, một cận sự nam, một cận sự của ngài Xá Lợi Phất. Thì khi mà sau đó đó, bà vợ của ông ta mang thai, tại bà mẹ ước mơ được dân cúng 500 thầy tỳ kheo cho trưởng lão Xá Lợi Phất ngài dẫn đầu, thì bắt đầu đồng thời đắp cái y vàng và ngồi vòng quanh hội chúng, thì ước mơ đó của bà đã được thành. Và sau đó bà ta sanh ra một cái đứa bé, và xin được đặt tên. Thì Đức ngài Xá Lợi Phất ngài nhìn, ngài quan sát, ngài biết, thì ngài đặt cho đứa bé này gọi là Pandita Đa Cá. Thì lúc quá lên 7 tuổi thì bắt đầu cho bé này nó có cái duyên phước mà bắt đầu cho nó muốn đi tu. Thì cái mẹ mới đến bạch xin cho ngài đến để bạch ngài Xá Lợi Phất, thì ngài xót nhận và bắt đầu ngài dạy về cái thiền quán cho chú bé này. Và cha mẹ của Tí Xá này đó, tên là Tí Xá này, tức là tên Daraka Panditán này, tên Tí Xá này, cúng dường liên tục 7 ngày ở nơi tịnh xá đến ngày thứ 8 á. Tiểu đồng ngày trưởng lão Xá Lợi Phất mới dẫn cái tỳ kheo trẻ này đi vào làng để khất thực. Thì khi đi vào làng khất thực á, thì kính thưa quý vị, ngài mới dẫn cái sa di xuất khát, sa di tới sáng này đi theo, đi đến gặp một cái người làm tên, muốn đăng tên. Thế mà gì không biết, hỏi thầy cái đó là gì vậy thưa thầy? À, cái đó là người ta làm một cái tên để người ta sẽ chút bắn cái thẳng cái hồng tâm của chính nó. Thì chú bé này như vậy. Rồi đi thêm một chút nữa thì mới thấy người ta khai ruộng mương để dẫn cái nước nó vào ruộng. Thì Sa Di nhỏ này hỏi thầy mình, tức là ngài Xá Lợi Phất, hỏi làm cái gì vậy, làm gì vậy? Thì họ đang coi như dẫn thủy nhập điền, dẫn nước vào ruộng để cho ruộng nó tươi tốt. Thì cũng vậy, này xuất khá, thế này đi xá, con phải biết uốn nắn cái tâm của con để cũng như là cái mũi tên này, người ta làm mũi tên để ta bắn trúng cái hồng tâm. Cũng vậy, con phải dọn dẹp cái tâm của con để dẫn những cái thiện sự nó vào đó, như là dẫn nước vào ruộng. Thì khi nghe như thế thì vị Khất Tế Xá, về vị Sa Di Xuất Khá này thấy quan hệ quá, nói thầy cho con về, tự đầu đi về, bây giờ không đi bác nữa. Rồi thì về một lát thì cho con ăn cái gì cũng được hết, thì con đi về tỉnh xá. Rồi đâu đi vào cái tỉnh xá mới ngồi, rồi tỉnh xá mới ngồi thiền. Thì lúc đó đó Đức Đế Thích mới hiện ra đó, giao cho tứ đại thiên vương ở bốn nơi, nào là gìn giữ không cho chim chóc, nào là gìn giữ cho cái tỉnh xá đó, đó được yên ổn, để cho vị Sa Di Xuất Khá, Sa Di Xuất Khá này tu tập. Và bởi vì lúc đó đó thì nó cũng gần tới giờ thọ thực rồi, thì mới phải làm cho thần, trong kinh ghi là thần trời, thần trăng, tất cả đều có trách nhiệm đứng hết để che khuất cái thời gian đi, cho cái thời gian nó đứng lại, thì sau khi mà về đó, mà đối với một cái người mà chứng đắc A La Hán như vậy đó, sau đó đó thì phải thọ thực. Chứ còn không nữa, cứ như là cái điều mà Đức Phật ngài suy nghĩ như vậy thôi, thì là Đức Trời Đế Thích cùng với các vị trời cũng như các vị thần đã làm, thì cho cái thời gian đứng lại. Thì khi ngài Xá Lợi Phất ngài đi khất về, Đức Phật hỏi bốn câu: này Xá Lợi Phất, công an gì thế? Bạch Thế Tôn, công an thức ăn mang lại cái gì? Bạch Thế Tôn, thức ăn mang lại cảm thọ mang lại cái gì? Cảm thọ nó mang lại cái gì? Đến cái ở đây gọi là cái sắc pháp nó hay là cái sắc tố nó tốt đẹp. Thì
mang lại cái sắc pháp bạch Thế Tôn. Vậy sắc pháp đó nó mang lại cái gì? Nó mang lại cái xúc. Ý nghĩa như vậy, một người được ăn thì sẽ hết đói, đó chính là cảm thọ lạc. Từ thọ lạc này thân sẽ đẹp, và tốt thêm từ cái từ thọ sinh sắc. Mà được sắc thân như vậy thì người đó sinh tâm quan hỷ, và khi đó đó thì mọi cảm xúc đều quan hỷ. Thì hỏi bốn câu đó xong đó, khi nghe được bốn câu đó, khi hỏi bốn câu như vậy thì trong thời gian bốn câu đó thì sẽ ghi chứng A La Hán và cùng với thần thông. Vậy Thế Tôn mới bảo trưởng lão hãy đưa thức ăn cho cái sa di này để thọ thực. Thì trưởng lão bắt đầu đưa cho thọ thực. Thì sau khi bị sa di này bưng bịch bát, thì sau khi ăn xong á, thì cũng đúng là cái ở trong kinh gọi là cái ngày đó nó xuất hiện tới cái ngày thứ 8. Thì sau khi mà dọn dẹp cất rửa xong á, tứ đại thiên vương á, lui về cái chỗ của mình á, Đức Thế Thích cũng không có canh nữa, tất cả các vị trời vị thần đều bỏ ra. Thì rất là lạ, các thầy tỳ kheo mới bàn tán, sau mỗi bốn đêm nó bất thường, nó trùm xuống mặt trời, nó lặn giữa trưa, sa di vừa ăn xong á thì nó lại bình thường. Đức Phật ngày nghe như vậy á, thì này các tỳ kheo, một vị sa di xuất gia cố gắng chứng quả A La Hán, vì các cái thần mặt trời mặt trăng giữ lại đứng gác ở bốn góc tịnh xá, thì chính ta cũng không có nghiệp nghĩ vào cái giờ giấc đó nữa, nên ta đến với đệ tử của ta. Như người mà dẫn thủy dẫn nước vào ruộng, người đặt tên uống tên, thờ đẽo gỗ, và đã quán trên các cái đề mục đó, và đệ tử ta đã chứng A La Hán. Thì ở đây cái câu kinh rất là hay là cái gì? Người trị thị dẫn nước, kẻ làm tên nắm tên, người thợ mộc uống gỗ, bậc trí nhiếp tự thân. Đó chính là cái ý nghĩa của câu pháp cú số 80. Cái duyên sự mà kính thưa quý vị, ở trong đây chúng ta thấy á, điều thứ nhất á, một vị sa di, trong vị sa di, nhưng khi mà chứng đắc thánh rồi đó là một vị tăng. Nếu như còn, nếu như vị tăng bây giờ đã hoàn thực được, một vị đã tịch đông đoạn lậu rồi, thì nhiều cái điều nó đặc biệt lắm, nhiều cái điều nó rất là tốt, không phải như chúng ta nghĩ một chuyện bình thường. Cái tâm con người mình á, có thiện ác nó khôn lường. Ở trong cái bài kinh đó, nhất thiết là hoạt á, có dạy có những là hoạt phải do tri kiến được đoạn trừ, mà tri kiến được đoạn trừ ở đó chính là Yoniso Manasikara, cái tâm tư đầu tiên chúng ta biết khéo tắc ý. Cũng vậy, để mà uống tên nắng tên dẫn thủy nhập điền, người thợ mộc đẽo gỗ cho nó đúng, ăn khớp vào đó phải do cái tâm của mình, phải như lý tắc ý của mình đúng, hướng dẫn cái tâm nó được tốt đẹp. Cái tâm mình nó dễ lắm, mình có thể suy nghĩ mình ghét người ta, mình bực người ta, thì mình không thể nào mà suy nghĩ tốt đẹp về người ta. Mà khi mình không suy nghĩ tốt đẹp về người ta đó, mình có thể đánh người ta, có thể chửi người ta, nghĩ xấu về người ta. Nhưng khi chúng ta có một tâm ý tốt được, thì chúng ta lập tức cái tâm của mình nó thay đổi. Chúng ta không có quyền bình phản người, không có quyền so sánh người, không có quyền mà mặc, có nghĩa là chúng ta gọi là một cái mạt sát người ta. Bởi vì sao? Mạt sát người ta không có được quyền như vậy. Dù người ta nghèo khổ, dù người ta có như thế nào, cái đó cái phiền não của chính họ chứ không phải là của mình. Nếu chúng ta được hiểu, được biết như vậy thì mọi chuyện nó mà lại vấn đề khác. Ở đây khi chúng ta tu á, không ai được phân biệt mình là cái gì cả, mà nó phải có hướng tới một cái tâm đó, đồng nhất chút sức. Thường thường con người đó, khi giàu có phú quý sanh lễ nghĩa, học hành coi như là vinh quy bái tổ, giàu có chút xíu thì
À, cũng như là như người ta thường nói, tức là giàu bỏ bạn sang bỏ vợ vậy đó. Thì cái những người như vậy mới được, mới đúng. Hay là những người mà nhìn thấy người khác ta nghèo khổ, người ta ngu dốt, mà chúng ta lại miệt thị, chúng ta lại khinh thường, lại xem thường người ta, cái điều đó không tốt quý vị. Đức Phật ngài dạy chẳng qua cho cái nghiệp của chính họ thôi, chứ sự thật ra là mình không có được, mình hơn được cái phước hơn người, chứ phải mình hay ho gì, chưa chắc mình bằng người ta đâu. Người ta là một người bậc trí tuệ đó, nhưng điều người ta đang có một cái, đang có bị một cái nghiệp đó, người ta rất giàu đó, nhưng người ta đang hiện kiếp thì người ta trả cái quả đó, trả cái quả cho nên người ta nghèo đói đó. Bởi vì Đức Phật này giải, tức là chúng ta đang hưởng phước này là chúng ta đang ăn lại của thừa mà. Đó, chính vì vậy cho nên khi chúng ta không có sự phân biệt, không có sự khi thường người đó, ở đó cái tâm ngã mạn chúng ta nó không khởi sinh lên, mà tâm khảm mạn, ngã mạn, cái tâm tham ngã mạn chúng ta khởi lên thì chúng ta lại đi khi người, khinh miệt người, chê người, thì tự chúng ta đã nhận cho mình một cái nghiệp quả rất là lớn. Cho nên chúng ta có cái sự hiểu biết, mình đừng bao giờ, cũng như là chúng ta nhớ cái chuyện mà câu kinh dạy, một bài học kinh, đừng chửi người ta ngu, chửi người ta ngu, ngu bảy kiếp đó. Thì cái chuyện đó cũng như đó là chỉ một bài học, mình đừng có mắng nhiếc người ta ngu, đồ thứ ngu si, rồi đồ thứ xấu xí, nghèo khổ mà vẫn vân vân, nói như vậy là không được. Chúng ta phải kiềm chế cái sân của mình, kiềm chế cái bực bội của mình, thì như vậy thì nó cũng như là chúng ta mới là uống tên nắng tên, cái tâm này được uống nắng. Mình bực bội, mình khó chịu, bởi vì dạy Phật dạy cái tâm và biết cái sự tu tập của từ tâm, chúng ta mới uống nắng cái tên của mình, rồi chúng ta biết niệm, hay chúng ta biết tu chánh niệm, hay chúng ta biết tu tập cái từ tâm, mong rằng tâm mình không luôn luôn mát mẻ, dù hoàn cảnh nào mình cũng nói với từ tâm, không nói không làm cũng suy nghĩ với sân tâm, biết rằng nó rất khó nhưng hãy suy nghĩ đi. Thì chúng ta có lỡ nói thì chúng ta cũng biết hạ đau lưu tình, chúng ta lỡ có làm thì chúng ta cũng hạ đau lưu tình, chúng ta có lỡ suy nghĩ thì chúng ta biết dừng lại. Ở trong cuộc đời này, khi mình nghe một tiếng người ta chửi, khi mình nghe người ta khen một tiếng chửi, tất cả nó vô thường, cảm thọ hết. Mà nếu như người ta tu á, người ta tham nhẫn nữa là càng nguy hiểm. Người ta phản ứng lại thì nó là một chuyện tốt, còn nếu phản ứng lại mà chúng ta tưởng đâu là mình hay ho lắm thì quả thật cái đó là chúng ta lại càng rất là nguy hiểm. Bởi vì khi người ta không có bị chấp thủ á, thì như ta đá cái banh vô tường, đá cái banh vô cái vật cứng là núi là đá, nó dội lại mà chúng ta không biết. Bởi vì làm tên uống tên, dẫn thị nhập điền, chúng ta khai mở cái là tấm lòng tốt. Ở trong cuộc đời này, một con người đều biết thương nhau, một con người đều sống có một cái trái tim, sống có một cái tình thương, hiểu biết mến thương. Và kính thưa quý vị, giận hờn thì bỏ qua đi. Sống bao lâu mà hận thù, sống bao lâu mà chấp thủ buông bỏ. Tôi làm cái gì làm chứ tôi không có tha nữa. Người tu như vậy là không được. Phải biết buông, phải biết bỏ, phải biết xả chấp. Và cũng đừng có quái, bởi vì gặp nhau trong cổ vô thường, đến đi trong cuộc đời này, chúng ta đừng có cần thiết phải quan kết, đừng có ca quán quá nhiều. Mình mất mát chỉ một phần tài sản, nhưng cũng đừng để mình mất mát một chút xíu tình cảm, mình mất mát một chút xíu niềm tin vân vân. Nhưng chúng ta đừng bao nhiêu đó mà rồi chúng ta lại khởi lên một cái tâm quán hờn, cái tâm hiềm hận, thì chúng ta đào mộ chúng mình, tự chúng ta làm khổ đau cho chính mình. Bởi vì trên tinh thần thực tế thì chúng ta cũng đối diện với chính nó, trên tinh thần thực tế thì chúng ta cũng sẽ trả cái quả của mình, chứ không gì mà tự động nó tới ở trong cuộc đời này. Đối với cái vị Sa-di-tít-xá này, hiểu được lời thầy dạy
là dẫn thị nhập điền. Cái mũi tên được uốn nắn một cách ngay, một cách đúng thì nó mới bắn trúng cái hồng tâm. Thì cũng vậy, trong cuộc đời này mình đừng bao giờ nghĩ xấu về người, đừng có nói xấu về người, đừng có nghĩ suy nghĩ xấu về người, hãy sống một cách bình lặng đi. Quả thực đây cũng là những cái pháp tu không phải dễ dàng mà có sự tu tập lắm. Những điều mà phải cứ tập, chúng tôi chúng tôi khuyên cũng như là cứ tập thôi kệ, chuyện lớn trở thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ bỏ qua thì nó nhẹ nhàng, mà cái đó chính là cái tu. Có nhiều người tu tập thiền quán, đi cũng như là mấy tháng mấy năm ở biến như này này nơi kia, mà họ chỉ có sở hành của họ thôi. Họ dẫn cái chuyện gia đình, cái chuyện chồng con, cái chuyện chị em mà tới giờ này, nhiều khi họ nói cho chúng tôi nghe đó, họ bực bội với chúng tôi, chính chúng tôi cảm thấy chúng tôi giật mình. Chúng tôi, ủa sao họ đang tu thiền quán, cái chuyện này thật đúng gì mà ủa sao tu thiền quán mà sao tự nhiên sao họ lại bực bội cái chuyện gia đình của họ một cách khiếp vậy ta. Thì chúng tôi cũng khuyên, chúng tôi nói thôi mình đã tu rồi thì cái chuyện bỏ qua đi. Nó sự sự con tu tới giờ này chứ con không có bỏ cái chuyện đó được. Mà thôi, nói ra cái chuyện ở thiền quán nó tốt đẹp như thế này, tốt đẹp như thế nọ, chúng tôi cũng nói thẳng cho họ biết luôn. Cái công năng tu tập ở ngay chỗ này, chứ đừng có nói không phải là ngồi tiếng cái thời gian ở trường thiền nó là đúng đâu. Khi người ta chửi mình, khi người ta làm khổ đau mình mà mình không có bị câu thúc, không có bị dính mắc, đó là giá trị của thiền quán đấy. Giá trị của buông bỏ, giá trị của tâm tư biết xả đi. Thử tôi nói cô A, cô B, cô C vậy đấy coi, phản ứng là ngay liền mà cứ nghe, cứ đón nhận. À vậy hả? Gặp bao lâu trong cuộc đời này có cần thiết phải quan kết nhau không? Thì tự nhiên nó đơn giản lắm quý vị. Cái đó phải tập từ từ. Nó khó, những điều mà nếu mà 10 chúng ta bỏ 9 còn 1 cũng được. Rồi 10 mà chúng ta đừng không bỏ cái nào hết thì cũng chết. Ví dụ bỏ 1 còn 9 thì nó cũng giảm dần. Ý chúng tôi muốn như vậy đó là cũng cần giá trị của uống ra tên, nắng tên, giá trị của dẫn thị nhập điền. Để bao nhiêu cái khổ ải, bao nhiêu cái điều bực bội, cái điều khó chịu được vượt qua. Và cũng như mỗi ngày một công đức, mình giữ không được nhiều giới thì cũng được một giới, hai giới, ba giới, bốn giới, năm giới, chứ không phải là không có giữ giới nào hết. Nếu như không được ngũ giới thì cũng được, cũng được, coi như là không được tròn năm giới thì cũng còn bốn giới, không được đủ bát giới thì cũng còn bảy giới, vân vân. Thì cái tâm của chúng ta như vậy thì nó cũng gọi là kết quả tốt đẹp, nó như vậy đó. Còn nếu như mà chúng ta cứ suy nghĩ mình phải tu như thế này mới chứng đắc, như thế kia mới chứng đắc, không được. Một cái giá trị của thiền quán đó chính là cái giá trị buông bỏ, cái giá trị coi như là biết được, tức là không có bị dính mắc, không có bị khổ đau ở trong cuộc đời. Khi chúng ta tu thì các pháp nó vô thường. Cái giá trị của thiền quán để thấy được cái sự sanh sự diệt của chính nó, để thấy được cái sự vô thường, cái sự khổ não, cái sự vô ngã của tà sắc này ở một độ gần kề nhất, tức là mọi cái việc gì trên cuộc đời này nó đều vô thường. Mỗi điều gì trên cuộc đời này nó thật có, và chính cái tâm phiền não của mình, chính cái phiền, chính cái bực bội của mình lôi ra, chứ có chuyện gì đâu. Gặp nhau chín người không phải là 10 ý mà hàng trăm hàng triệu ý, tâm nó vô thường, nó thay đổi liên tục. Dạ. Thì cái giá trị mà tu nằm ở đó, biết đơn giản nhất, bình thường nhất, bớt câu thúc, bớt câu chấp chút xíu thì sống chúng ta sẽ được an lành. Mà đó cũng là ý niệm tu tập. Cho nên tại sao mà có những vị tự nhiên nghe người ta chứng đắc liền, vốn là người ta biết buông bỏ, biết buông bỏ trong cái đời sống, biết buông bỏ trong cái đời sống thực tại của chính mình, chứ không phải là chúng ta ngồi vào thì chúng ta tu rồi một thời gian rồi chúng ta nói không phải bỏ được, không phải mà chứng tập buông bỏ với những gì mà thấy nghe tiếng đụng này ở trên cuộc đời này, nó thực trạng, nó thực tế và nó thật sự đang xảy ra, chứ không phải mà chúng ta nói để đến khi mà nó xảy ra
rồi chúng ta cảm thấy chúng ta bực bội, chúng ta cảm thấy chúng ta khó chịu, thì kính bạch với ngài, kính thưa toàn thể quý vị, sư cô đều đều trình bày cái câu cú 60 là như vậy, mong rằng tất cả chúng ta cố gắng dẫn thủy nhập điền, cố gắng uống nắng tên của mình, uống nắng cái tâm của mình, tùy theo cái duyên, tùy theo cái sự cố gắng, cái ý niệm tu tập của tất cả chúng ta. Mong rằng quý vị rất nhiều gì thì chúng ta cũng sẽ cố gắng thực tập, cái đó chính là hành trang, đó chính là cái phước báo, phước duyên riêng của mọi người, và cái đó cũng là một cái điều tu tập ở trong cuộc đời này. Rồi tất cả chúng ta, mỗi người sẽ đi theo cái nghiệp riêng của mình, không ai lãnh nợ, cũng không ai giúp cho ai được như thế này, được như thế kia đâu, mà chính tự tâm của chúng ta dẫn nhập vào những cái điều tốt đẹp, tự tâm của chúng ta uống nắng những cái điều an lạc nhất. Và chúng tôi xin kết thúc thời giải trước nơi đây. Nếu có điều chia sẻ thất cùng lần nữa, xin kính mong toàn thể quan hỷ kính dân phật phước đến đất trời, đến tới tứ đại thiên vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, nhất là các vị chư thần chư tiên, người tại chùa Bồ Đức, người tại chùa Quảng Nghiêm, người tại nơi tư gia của vị, mong cho tất cả được an lạc, được tấn hóa, hướng quyền đến các vị chân linh, nhân linh, trí linh ở hai chùa. Xin những người cuộc mặt cuộc mày, những chúng sinh có quan trái, xin cởi bỏ những chúng sinh không có quan trái, xin hộ trì tất cả được an lạc, được ổn định, mong cho tất cả quý vị được an lạc, tấn hóa trong phật pháp. Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Thập Bà Giá, Nam mô Sanh Khai Giá. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Quyền đã giảng bài học số 80 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Quyền. Và con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh không nghe hả? Dạ, Nhật Quỳnh nghe không? Nhật Quỳnh ơi. Dạ, chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo, và con kính dân mít đến sư. Mong Phật Thích Sắp Bằng Mang Lăng Ra Khăn Thư Sắp Bà Đê Phật Thích Sắp Bằng Bụt Đà Nà Phá Vê Nà Sà Đà Sà Thi Phật Quân Thư Tê Bằng Phật Thích Sắp Bằng Mang Lăng Ra Khăn Thư Sắp Bà Đê Phật Thích Sắp Bằng Hàm Mà Nà Phá Vê Nà Sà Đà Sà Thi Phật Quân Thư Tê Bà quát tu sắp bằng mang lăng rác khăn tu sắp bè đê quát tu sắp bằng thăng khá nữ phá vơ nê sá đà sở thị phá quán tu tê. Tất cả phương pháp con đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng các sự thanh lợi thiền đường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Tuệ Quyền, Đại Đức Tuệ Đức, Đại Đức Tuệ Nhẫn cùng chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Ya de wa ta san ti vi ha ra wa si ni thu pe ga re bồ thi ga re ta hình ta hình ta tham ma đa đề na ba hoàn tu vu chi ta sot thiền ca ron te tha vi ha ra măng đa lê thề ra cha mát cha na wa ca cha bít kha vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca Gama cha de sani gama cha isara sappana buta sukhita pawan tute cha la buta yepi cha anda sampawa samseda cha ta athavo papatika niyani thamma wasangpaticca te sabbe pi dukkha sakharantu sankhayam thatu chirang satang dhammo dhammathara cha buddhala sankho hotu samaggo va atthaya cha hitaya cha amhe rakkhantu sabdhammo sabbe pi dhammacarino
Uất thiêm sâm bà phu ni ya ma tham ma ri ya pa huệ đi tê. Dạ, chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào rung nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào rung học pháp. Kính chào tạm biệt, cảm dân xin xuống mít.